Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ictor Mobile Channel. Tính tới thời điểm này thì cái chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của mình nó đã thọ được đâu đó khoảng tầm là 3 năm rồi. Nếu như tầm này năm ngoái thì những chiếc Samsung Galaxy Note 4 cũ đang là hot, những chiếc máy flagship cũ để cho anh em có thể lựa chọn trong một phân khúc giá rẻ, thì năm nay có lẽ đây sẽ là một chiếc máy nữa cũng khá là hot. Bây giờ thì nó loanh quanh khoảng tầm là 3 triệu, các bạn đã có một chiếc Samsung Galaxy Note 5 với phiên bản Hàn Quốc Line New đẹp 99%. Nhưng mà quan trọng một điều đấy là với chiếc Note 5 này mua về thì sẽ làm được những cái gì, và cũng như là bây giờ thì còn ai nên mua nó nữa, thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kỹ hơn về chiếc Samsung Galaxy Note 5 ở thời điểm hiện tại xem nó còn như thế nào nhá. Đầu tiên mà chúng ta cần phải để ý cái chiếc Samsung Galaxy Note 5 này khi mà nó nằm trong phân khúc tầm giá là 3 triệu. Nếu như so sánh với những chiếc máy khác ở trong phân khúc tầm giá này thì nó có ưu điểm gì và nó có nhược điểm gì? Cái ưu điểm lớn nhất của nó mình nghĩ nó sẽ thuộc về cái màn hình. Bởi vì là màn hình của Samsung Galaxy Note 5 dẫu biết nó chỉ có cái tỷ lệ cũ là 16:9 mà thôi, thế nhưng mà bù lại thì chúng ta lại có được cái độ phân giải lên tới là 2K, tấm nền Super AMOLED, và chúng ta cũng sẽ có hai bên viền màn hình cực kỳ mỏng. Và đây là một trong những chiếc điện thoại được sở hữu cái viền màn hình mỏng nhất của nhà Samsung từ trước đến nay, không tính đến những chiếc máy sử dụng cái ngôn ngữ thiết kế là màn hình cong nha các bạn. Thế nên rằng cái trải nghiệm màn hình của Samsung Galaxy Note 5 nó là một trong những cái trải nghiệm cực kỳ đáng giá. Thế nhưng khi các bạn lựa chọn những chiếc máy cũ của nhà Samsung, đặc biệt là với những chiếc máy đã có 3 năm tuổi đời rồi, thì các bạn cũng sẽ nên quan tâm đến một vấn đề. Đó là do nó sử dụng tấm nền AMOLED nên các bạn cũng sẽ phải test thật kỹ để xem là nó có bị burn in hay không. Sao thăng không sao thăng thôi, các bạn sẽ kiểm tra cho mình từng cái điểm màu xanh. Nếu như cái chiếc điện thoại của mình như thế này, nó không có phân chia một cái vạch gì cả, thì tức là cái chiếc máy đó màn hình nó vẫn còn ok. Hoặc là đối với những chiếc máy có những cái vạch nó hơi mờ nhẹ một chút thì chứng tỏ là nó cũng bị burn in, nhưng nó đang burn in nhẹ, nên các bạn cũng sẽ không cần phải lo lắng quá. Trừ khi những chiếc máy nào nó để lại những cái vệt hằn thật là rõ, thì khi đó các bạn hãy yêu cầu Ictor Mobile đưa cho một chiếc máy khác để có thể test thêm. Thế nhá, các bạn sẽ cần lưu ý điểm đó trên màn hình của Samsung Galaxy Note 5 mà thôi. Còn những vấn đề khác thì mình cũng không tiện nhắc. Còn một cái vấn đề nữa đấy là về hiệu năng của Samsung Galaxy Note 5. Thì có thể nói rằng là cái phần hiệu năng của chiếc máy này đến nay thì nó cũng đã đuối rồi. Với những tựa game kiểu Lego Mobile thì bạn cũng sẽ không thể mở lên được mode setting. PUBG Mobile thì cũng sẽ chỉ gọi là chơi tạm được mà thôi. Còn trong trải nghiệm hàng ngày với những tác vụ cơ bản thì theo mình thấy nó cũng vẫn còn ok. Chạm mở và chạm là mở. Nói chung rằng là nó sẽ không có hiện tượng delay ở đây. Mặc dù là hiện tại thì chiếc máy cũng đã bị ngừng cập nhật rồi, nhưng mà các bạn yên tâm, những cái ứng dụng mới nhất trên CH Play thì các bạn vẫn có thể cài vào và sử dụng hoàn toàn bình thường. Thêm nữa thì với chiếc máy này, do đây là chiếc máy Note nên các bạn cũng sẽ có đặc quyền về cái búa S Pen. Với những cái bản ROM cài thêm vào thì các bạn cũng sẽ có những cái tính năng của Samsung Galaxy Note 7 hay là Samsung Galaxy Note 8 tương tự ở trên đây. Tính năng của S Pen nha các bạn, chứ mình không nói là tất cả những tính năng khác. Quan trọng một điều nữa đấy là các bạn sẽ không có Bluetooth ở trên cái bus này. Thế này là chúng ta cũng sẽ không có những kiểu chuyển động thao tác thông minh giống như trên Samsung Galaxy Note 9 hay là Samsung Galaxy Note 10. Cái thứ ba mà các bạn cần quan tâm đấy là với cái chiếc máy này á, thì camera của nó sẽ chỉ có một camera mà thôi. Các bạn sẽ không có chụp hình xóa phông, các bạn cũng sẽ không có camera góc rộng hay là camera tele. Các bạn sẽ chỉ có một góc duy nhất, và bù lại thì chúng ta lại có một cái chất lượng ảnh nó khá ngon ở cái phân khúc tầm giá này. Thế vì việc là các bạn đi mua những chiếc máy mới với camera kiểu 12 megapixel nhưng không có chống rung quang học, không có khả năng quay được 4K hay là không có khả năng quay được video Full HD 60fps, thì đấy là những cái điểm mạnh trên cái phần camera của chiếc Samsung Galaxy Note 5. Nói chung rằng là với Galaxy Note 5 ở thời điểm này, nó không phải là một chiếc máy có cấu hình mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm giá là 3 triệu, không phải là chiếc máy có nhiều camera trong phân khúc tầm giá là 3 triệu, nhưng bù lại thì các bạn lại có một chiếc máy với thiết kế đẹp cao cấp, chúng ta có thương hiệu tốt, chúng ta có camera khi mà chụp hình ra cho một chất lượng ngon, và cũng như các bạn sẽ có những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời trên cái màn hình Super AMOLED với độ phân giải 2K của chiếc máy này. Còn các bạn thấy sao về Samsung Galaxy Note 5 ở cái phân khúc tầm giá là 3 triệu? Theo các bạn, mức giá này đã thơm để cho các bạn hít hay chưa? Hay là các bạn vẫn muốn nó rẻ hơn nữa thì xin mời comment để lại ý kiến cá nhân các bạn phía bên dưới để mình có thể feedback lên bảo Ictor Mobile cho các bạn một chương trình gì đó khuyến mãi kiểu giảm giá 500 nghìn chẳng hạn. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của Ictor Mobile để nhỡ may có chương trình khuyến mãi thì mình sẽ thông báo đến cho các bạn nhé. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.